Xin chào các bác, đây là trò chơi DCS World. Video này mình sẽ thực hiện quy trình khởi động động cơ máy bay MiG-21 từ chế độ Cool and Dark. Có nghĩa là thực hiện việc khởi động máy bay từ đầu. Trước tiên quan sát một vòng buồng lái của MiG-21. Nắp của buồng lái vẫn mở, chưa đóng lại. Chiếc MiG-21 đang đậu trong boong ke chứa máy bay. Máy bay đã được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra các điều kiện để cất cánh và đã được bơm đầy nhiên liệu. Bây giờ mình sẽ thực hiện lần lượt các thao tác để khởi động động cơ. Đầu tiên bật công tắc hai biến tần của máy bay. Bật công tắc làm nóng bộ ắc quy. Tiếp theo bật công tắc cấp nguồn điện một chiều từ ắc quy. Máy bay đã được cấp nguồn điện, các đèn hiệu đã sáng lên. Kiểm tra điện thế của ắc quy không được dưới 24,5V. Tiếp theo bật máy phát điện một chiều. Máy phát này sẽ đẩy điện thế cung cấp cho máy bay lên 28V. Bật công tắc hệ thống chữa cháy cho động cơ. Tiếp theo bật hệ thống liên lạc bằng radio của máy bay. Bật công tắc nguồn cho hộp đen máy bay. Đây là bảng điều khiển hệ thống radio của máy bay. Mình sẽ xoay nút này để chuyển kênh của hệ thống radio. Hiện tại máy bay của mình đang đỗ trên sân bay Sochi. Tần số liên lạc với ATC được đặt sẵn ở kênh 17. Mình sẽ liên lạc với ATC để xin lệnh khởi động máy bay. Đồng thời thao tác này cũng là để kiểm tra hoạt động của radio. Sochi, 106, запуск. 106, Sochi, запуск разрешаю. Mình đã được chấp thuận khởi động động cơ máy bay. Bây giờ mình sẽ thực hiện tiếp các thao tác để khởi động động cơ. Bật công tắc các máy bơm nhiên liệu. Có thể nghe rõ âm thanh của hệ thống bơm nhiên liệu đang hoạt động. Tiếp theo mình sẽ bật công tắc khởi động APU. Đó là một động cơ nhỏ hơn, có chức năng cung cấp khí nén để khởi động động cơ chính. Hiện tại tay ga của MiG-21 đang ở trạng thái nóng hoàn toàn. Mình sẽ bấm ở lẫy này để gạt cần ga lên vị trí khởi động. Bây giờ động cơ chính đã sẵn sàng để khởi động. Nhấn giữ nút khởi động trong khoảng 2-3 giây để khởi động động cơ. Đã nghe thấy âm thanh khởi động động cơ chính. Động cơ chính mất khoảng 45 giây để khởi động hoàn toàn. Có thể thấy vòng tua của động cơ đang tăng dần. Trong khi chờ động cơ được khởi động hoàn toàn, phi công sẽ bật các công tắc của con quay hồi chuyển, cũng như các hệ thống định vị và dẫn đường cho máy bay. Bật máy phát điện hai chiều. Bật nguồn la bàn vô tuyến. Hệ thống đo độ cao bằng sóng vô tuyến. Hệ thống dẫn đường. Đồng hồ KPP. Đồng hồ MPP. Các hệ thống autopilot. Công tắc nguồn cho máy ngắm quang học. Kính ngắm quang học được đặt ngay trước mặt của phi công và được hiển thị bằng đèn rọi. Bật hệ thống vạch kẻ cố định. Phi công sẽ dùng núm xoay này để chỉnh độ sáng của vạch kẻ. Bật điểm ngắm mục tiêu. Dùng núm xoay này để chỉnh độ sáng của điểm hồng tâm. Và xoay núm này để chỉnh kích thước mục tiêu.
bật công tắc bộ phát đáp khoảng cách máy bay. Thiết bị này cho phép ATC xác định được vị trí của máy bay, chính kênh của bộ phát đáp. Bật hệ thống cảnh báo radar, nó sẽ phát hiện các nguồn bức xạ radar đang chiếu tới máy bay. Phi công có thể bật công tắc nguồn của radar để kiểm tra hoạt động radar của MiG-21. Tuy nhiên, radar của MiG-21 phải mất mấy phút để khởi động. Bây giờ mình sẽ đóng nắp buồng lái. Dùng tay gạt này để khóa nắp buồng lái. Tiếp theo, gạt tay gạt này, tính nén sẽ đẩy gioăng cao su lấp kín các khe hở. Bây giờ buồng lái của MiG-21 đã được đóng kín hoàn toàn. Mình sẽ liên lạc với ATC để xin lệnh chạy taxi ra đường băng. Сочи, 106-й, руление. 106, Сочи. Разрешаю руление на полосу 2-4. Mình đã được lệnh chạy ra đường băng 24. Quy trình khởi động động cơ máy bay MiG-21 đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tăng ga để cho máy bay chạy taxi ra đường băng.